Thưa quý vị, sáng nay tại Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2023, Phật lịch 2567. Đến dự có Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, cùng đông đảo tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc của Phật giáo Việt Nam thời gian qua, Phật giáo Biên Hòa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây nhà tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo, người khó khăn về nhà ở, người khuyết tật, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Riêng mùa Phật đản năm nay, Phật giáo Biên Hòa tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện như hiến máu tình nguyện, bữa cơm không đồng, lễ phóng sinh hơn 82.000 cá giống trên sông Đồng Nai và trao tặng hơn 4.000 phần quà cho các đối tượng nghèo khó khăn ở các địa phương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong niềm vui chung của Đại lễ Phật đản, đại diện lãnh đạo tỉnh và thành phố Biên Hòa cũng đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an vui và ý nghĩa. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, thực hiện tốt phương châm tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát triển bền chặt.